Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, dịp giáp Tết Nguyên đán, tội phạm lại gia tăng hoạt động. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bọn tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Ngay sau khi triển khai mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hàng loạt các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là vụ việc Công an huyện Thọ Xuân vừa điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng Phạm Khánh Trường, sinh năm 1985, trú tại khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Phạm Khánh Trường khai nhận để thực hiện hành vi lừa đảo, Trường đã giả làm nhân viên tư vấn thị trường của các công ty, cơ sở kinh doanh, vật liệu xây dựng, sau đó tiếp cận những hộ dân đang xây dựng nhà ở, có nhu cầu mua sắt, tôn, xà gồ, đưa ra những tư vấn ưu đãi về sản phẩm. Sau khi nhận được tiền, thị trường bỏ đi và cắt liên lạc. Với thủ đoạn này, chỉ tính từ ngày 30 tháng 10 năm 2021 đến nay, Trường đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước, với tổng số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tại huyện Hậu Lộc, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Công an huyện đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiền, sinh năm 1988, ở xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, là đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cơ sở sản xuất nem giò chả, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc nhận được tin báo của một chủ cơ sở sản xuất buôn bán giò và đồ ăn sẵn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về việc bị một đối tượng có tài khoản Facebook Lan Anh Nguyễn ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng bằng thủ đoạn đặt mua hàng nem giò chả và đồ ăn sẵn cho các đám cưới. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng thì đối tượng đã không trả tiền, đồng thời chặn Facebook và không liên lạc được. Chỉ tính từ đầu tháng 12 năm 2021 đến khi bị bắt, Trương Thị Hiền đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo các chủ cơ sở sản xuất, buôn bán nem giò chả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh các thủ đoạn lừa đảo trên, hiện nay xuất hiện các đối tượng giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Để nhận được tài sản đó phải mất phí. Nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp. Loại tội phạm giả danh là cán bộ ngân hàng cũng gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là gọi điện cho bị hại thông báo bị hại có chuyển tiền vào tài khoản, nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được, hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi, nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã số OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại. Bên cạnh đó, còn có các đối tượng giả danh công an, tòa án, gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra xử lý. Đặc biệt, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin cơ quan công an sẽ triển khai thực hiện phạt nguội đối với người vi phạm giao thông, nhiều đối tượng đã giả danh cảnh sát giao thông gọi điện, nhắn tin đến người dân, thông báo về các lỗi vi phạm giao thông bị phạt nguội và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân. Thời gian gần đây thì trên địa bàn cả nước xuất hiện cái tình trạng là một số đối tượng giả danh cảnh sát giao thông để lừa người dân là vi phạm giao thông để thông báo cái tình trạng phạt nguội. Thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng liên tiếp xảy ra một số vụ, trong đó cụ thể nó là 3 vụ. Thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận tin báo và giải quyết cái tố giác cái tin báo tội phạm này. Với cái thủ đoạn của chúng là giả danh cán bộ công an đang công tác ở Cục Cảnh sát Giao thông hoặc là công an một số tỉnh, các cái tỉnh mà có cái đường quốc lộ đi qua. Thế thì chúng yêu cầu điện thoại cho người dân và yêu cầu người dân tải một cái đường link. Sau khi người dân tin và sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tải cái đường link về và chúng hướng dẫn cung cấp kê khai cái thông tin tài khoản cá nhân, thông tin về cá nhân, chứng minh thư nhân dân, rồi cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng, rồi mã và một số cái thông tin khác. Khi mà người dân nhập
nhập các cái thông tin cá nhân theo cái hướng dẫn của chúng, thì chúng bắt đầu là cái tiền đấy nó tự động nó chuyển vào tài khoản của chúng để chúng chiếm đoạt. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Để nhận diện về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm hiểu các khung hình phạt đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hữu Ngôn, đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa luật sư, vào dịp giáp Tết Nguyên đán thì các cái loại tội phạm lừa đảo lại ngày một gia tăng. Vậy thì luật sư có thể cho biết thế nào là hành vi lừa đảo và luật sư đánh giá như thế nào về cái thực trạng đối với loại tội phạm này hiện nay? Cái hành vi lừa đảo ấy, thì được xác định là phải người mà muốn lừa đảo là phải chiếm đoạt tài sản và phải thực hiện cái hành vi gọi là gian dối, làm cho cái người có tài sản người ta tin cái việc đó là giả nhưng người ta tin là thật, và người ta giao cái tài sản của họ cho cái người đã chiếm đoạt. Thì hành vi đó là hành vi gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế thì cái hành vi này nó được thể hiện trên nhiều cái thủ đoạn khác nhau. Có thể là bằng lời nói để người ta tin, hoặc là có thể bằng giấy viết để vay tiền, hoặc là xin việc, hoặc là điện thoại qua trên không gian mạng. Vậy luật sư có thể cho biết đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Tại cái điều 174 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2018 đấy, thì quy định tại cái điều 274 ấy, thì người nào mà gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác mà từ 2 triệu trở lên thì đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở cái khung 1, tức là từ 3 năm cải tạo không giam giữ hoặc từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên ấy, thì ở trong đây thì có một cái khung, tức là cái mức chiếm đoạt là 2 triệu trở lên là đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Thế nhưng mà nếu mà dưới 2 triệu nhưng mà cái con người mà chiếm đoạt tài sản đó là có thể trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc là đã bị xử phạt hình sự về chính cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc là các cái tội chiếm đoạt tài sản khác như là trộm cắp tài sản, này là cướp tài sản, này cướp giật tài sản, vân vân, thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà cái khung của nó là từ 6 tháng đến 3 năm. Và quy định là cái khung 2 ấy, là từ 50 triệu đồng trở lên đến dưới 200 triệu đồng. Thì khung hình phạt cao nhất là đến 7 năm. Và cái khung 3 ấy, là từ 200 triệu đồng trở lên đến dưới 500 triệu đồng. Thì phạt đến tận gọi như là 15 năm. Khung 4 ấy, là hình phạt rất là cao. 20 năm tù chung thân và tử hình nếu mà cái mức độ là cái tài sản bị chiếm đoạt là từ 500 triệu đồng trở lên. Thế thì trong cái này ấy, thì nếu mà anh lừa đảo, anh chiếm đoạt tài sản mà ở dưới 2 triệu đồng mà không có dính đến cái bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc là bị phạt tù mà chưa được xóa án tích ấy, thì anh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mà cái mức phạt vi phạm hành chính theo quy định tại cái nghị định 167 của về an ninh trật tự thì cái người lừa đảo dưới 2 triệu thì có thể bị xử phạt từ 500 đến 2 triệu đồng. Vâng, luật sư có thể đưa ra cái khuyến cáo như thế nào để người dân không bị vướng vào cái tình trạng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Trong cái dịp Tết Nguyên đán này, các cụ ngày xưa gọi là cái tháng củ mật. Thế nên cái hành vi trộm cắp tài sản, này, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi là cướp giật tài sản, rồi những cái hành vi khác nhằm mục đích là để có tiền. Thế cho nên là bọn tội phạm thì nó không từ bất cứ một cái hành vi nào cả. Thế cho nên là trong tất cả mọi lĩnh vực thì cũng nên khuyến cáo cho người dân biết là đặc biệt là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy, thì không nên tin bất cứ một cái con người nào. Đấy, mà có những hành vi mà mình cảm thấy là không có niềm tin, đặc biệt là trong các lĩnh vực ví dụ như điều tra viên, kiểm sát viên và cơ quan tòa án, thì có điện đến số điện một cái điện thoại của mình để mà nói thế nọ thế kia, hoặc là đưa tiền chạy ad chẳng hạn, thì mình không nên tin tưởng vào cái việc đó. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các tổ chức cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực phối hợp tố giác những hành vi vi phạm pháp luật và cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng 02373 725 725 để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Góc nhìn luật sư. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.